Thật ra bọn em khá tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Miễn sao ai cũng hạnh phúc là được. Đấy là lý do mà em đi chơi mình thế này đó. Anh cũng thế đấy còn gì. Em cứ tưởng chia tay em xong anh sẽ phải vui hơn chứ. Hóa ra cũng chỉ như em, cũng đi ba một mình. Còn nhớ em không? Mình về chốn cũ nhá. Xin lỗi em. Đúng là hàng hịn của khác. Bôi vào khác hẳn ra. Rõ ràng là đang đợi điện thoại của người ta. Thế mà lại không nghe máy. Nghe đi. Nào. Thì xuống. Em thấy anh Long ok mà. Vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền. Đừng ảo tưởng nữa. Hội đẹp trai với cả nhiều tiền không dành cho bọn mình đâu. Hôm nay sao chị gái mình lại thiếu tự tin như thế nhở? Bình thường chị chả bảo thích là phải nhích cơ mà. Sao chị không nhích đi? Mày nữa. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người thông minh cả. Đúng, tôi ít tuổi hơn anh, ít học hơn anh, ít kinh nghiệm hơn anh, ít tiền hơn anh. Nhưng không có nghĩa là tôi ít tự trọng hơn anh. Anh hiểu không? Tôi cũng nghe thấy câu chuyện của anh với mẹ anh nói về tôi rồi. Cho nên là tôi mới né tránh đấy chứ. Con người tôi ấy không thích kiểu tình cảm trên cơ phân cấp. Cho nên là anh hãy cứ là anh đi. Còn tôi vẫn là tôi. Hoặc có thì anh coi tôi như là ân nhân của anh cũng được. Thôi, uống cốc nước đi cho thông não này.